Hello mọi người, mình làm sốt gà để ăn với spaghetti á. Là mình mua cái loại gà này là mushroom Prego Italian sauce. Cái này là một cái lọ này là bao nhiêu đây? Nó không nói bao nhiêu. Right here mọi người ơi, đây là 24 ounce, là cũng một pound là tomato sauce nè. Mình mới phi tỏi xong rồi mình bỏ vô đó, mình bỏ vô nó. Bây giờ mình chuẩn bị mình rim đó, mình bỏ ra mấy cái nước luộc mì nãy á. Đây là cái nước luộc mì nãy nè mọi người, mà mình lấy ra khoảng 500 ml nước luộc mì nãy á, rồi mình đổ vô trong cái lọ này mình tráng. Rồi mình chuẩn bị mình đổ vô trong cái pot này nha. Ôi, để mình lấy cái giá múc cho nó gọn nha. Đó, mình múc cái nước sốt mà mình nấu mì á, mình bỏ vô đây. Mình tráng cái lọ này. Mình tráng cái lọ này rồi mình bỏ vô sốt nha mọi người. Trong đây mình có nêm tí muối rồi, mình thử ra bây giờ mình không có còn nêm muối nữa. Giờ mình tráng cái lọ đây. Mình tráng cái lọ đây. Mình lấy cái nước sốt đó. Mình tráng. Này là 500 ml, tại vì cà chua nó chua lắm, mình phải pha thêm. Cà chua nó chua cho mình phải tha thêm nước. 500 ml nước gần một hũ luôn, mọi người thấy không? Đó, đó mình đổ vô đây. Đó, mình tráng cái lọ này, cái lọ cà chua này. Đó. Rồi. Bên đây mình bắt lại lên bếp nha. Mình bắt lửa medium. Đó, mình để lửa medium cho nó sôi lên trở lại. Rồi mình sẽ hôm nay kia cũng đi mua thịt bò bỏ vô mà cũng không chịu đi nữa. Giờ mình phải chạy đi mua đây nè. Nước sốt này nó chua lắm, mình phải pha thêm á nghe mọi người. Mình pha cũng gần khoảng một hũ này mình pha lại cái sốt này vậy thôi. Mình tráng cái hũ nó sạch. Ok vậy thôi, bây giờ mình để cho nó sim lên, mình sim nó lên rồi mình bắt đầu mình bỏ thịt nè, mình bỏ sốt xịt vô, xúc xích đó mình cắt mình bỏ vô, bỏ celery, bỏ thịt xay vô vậy thôi. Rồi mình nêm nếm lại đường. Muối thì mình đã bỏ rồi, mình không có bỏ thêm muối nha. Nãy mình luộc cái mì á, nước mì á, spaghetti nó đã có muối rồi, mình không có nêm nữa, mình chỉ nêm đường với bột ngọt thôi. Rồi giai đoạn này là giai đoạn mình làm nước sốt, giai đoạn 2 làm nước sốt. Make a tomato sauce. We use 1 bottle, 1 pound, 24 ounce mushroom tomato and we add one water, one we put 500 milligram water from the boiling pasta water đó in here. We make it thin, we don't use condensed, you know, make it thicken by adding meat, ground beef, celery, and sausage slice, sausage chunk. Now I will do the next step, prepare meat, celery, and sausage to add into this sauce.